Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 10 tháng 7 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Khu vực Bắc Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.